Aloha, chào mừng mọi người đã đến với kênh vlog của mình. Sáng nay Tiên dậy muộn, không pha cà phê kịp, thế là order cà phê muối chu lông. Dạo này Tiên bị ghiền món này á. Dạ Mỹ Tiên á. Em cảm ơn anh. Hôm nay sẽ được tập hợp mấy chiếc ly sinh, nôn ơi là nôn luôn. Tiên hay bị quên uống nước lắm, cho nên mua ly sinh về sẽ có thêm nhiều động lực uống nước. Nơi Tiên làm việc khá là gần CKK, cho nên hôm nào chưa kịp ăn sáng ở nhà thì Tiên sẽ ăn ở CKK cho nhanh. Hôm nay cửa hàng khai trương nên mua đủ hóa đơn sẽ được nhận quà. Tiên và chị đồng nghiệp cũng được tặng một túi nè. Cảm giác đập hộp mà không biết trong túi nó là cái gì cũng thú vị lắm nha. Cô bé đồng nghiệp kế bên thấy tụi mình được tặng quà nhiều quá thì cũng mua về để được đập hộp chung. Anh bóc. Đây chúng ta mình sẽ có bánh. Mình sẽ ăn bóc. Ta-da. Ta-da. Chúng ta sẽ có 30 hộp. Một thùng là mấy? Ủa là anh lấy 7 hộp. À, ừ đúng rồi. Là lấy một hộp đúng rồi. Xong đây. Của chị. Chị Tiên với lại chị Phương. Ừ, đây chị Tiên với chị Phương. Ok.
Ráp việc mùa này quá nhiều bài hay luôn. Mỗi đứa đều có những câu chuyện riêng, nhưng chị em kể cho nhau nghe là thấy giống nhau đến lạ. Tám chuyện quá trời, đến khi quán đóng cửa mà vẫn chưa nói xong luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Mọi người nhớ like, share và subscribe để xem thêm nhiều video khác của Tiên nha.